Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thay cái vỏ. Đây là vỏ xe thường, đây là cái vỏ xe mình chạy vào mùa hè. Cái này nó đi theo xe rồi, nhưng mà cái vỏ lớp tuyết ấy là mình phải mua thêm đó, hết mùa đông rồi đó, nên hôm nay là mình sẽ thay cái lớp vỏ thường này. Thường mấy cái vỏ xe này nó cho theo cho mình ấy thì cái hãng nó không có tốt, nó rẻ tiền đó. Cái này hãng này là Goodyear thì cái hãng này nó dạng loại thường. Mình lúc mà mua xe là nó có mà vào mùa đông á, nên là mình đặt cái lớp tuyết luôn á, nên là nó thay cái này là tại hãng cho mình. Nhưng cái vỏ này hình như là mình chưa chạy luôn nè. Cái Goodyear, cái vỏ này Goodyear nên là nó rẻ tiền lắm, nó không bằng thằng Yokohama hay là Bridgestone. Bên Nhật này thì Bridgestone là nó là thương hiệu, là nó mắc nhất à, cho nó mắc theo thương hiệu thôi, chứ cái có thể cái vật liệu gồm mửa, vật liệu làm vỏ xe nó bền hơn, nó sử dụng được lâu hơn. Ví dụ 5 năm thì có thể cái này thì nó sẽ 4 năm. Và cái thiết kế của cái rãnh này nó cũng không có, mỗi hãng nó có mỗi cách thiết kế của cái rãnh xe nó riêng. Đây là cái vỏ mình hầu như là vỏ mới luôn á. Cái đường này là đường mới nè, vẫn còn chưa hết nè, là mình chưa có chạy luôn. Mâm này cũng là mâm thường thôi, chứ mình không có dạng là đặt cái mâm đặc biệt á, nó cũng không có mất tiền. Mấy cái đồ này, đồ kỳ dung của cái hãng, của cái hãng xe này, nó hàng tiêu chuẩn nữa nên nó không có mất tiền. Vâng, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái lần đầu tiên mình cũng sử dụng cái thay cái lớp xe của mình. Và đây là cái sách hướng dẫn của cái xe. Đây phụ tùng nó nằm trong xe ở phía đằng sau. Ở bên cạnh đó là cái vỏ xe thử, đây là vỏ xe cua. Khi các bạn bị lủng xe gì đó thì các bạn có thể thay nó, tự dụng dụng cụ này. Khi nếu mà các bạn bị lủng xe ở dưới này nè, lủng xe ở đây, thì các bạn chặn cái bánh xe đối chéo, tức là dưới đằng sau này, thì các bạn sẽ chặn cái xe nó đối, cái bánh xe đối chéo của nó là bánh xe này. Mà mình không có cái cục này thì mình dùng cái cục gỗ để mình chặn nó. Cái cục này thì nó phải mua trên chỗ cửa tiệm đó. Khi mình lủng xe đó thì mình tháo một vòng này nhẹ thôi, sau đó thì mình dùng cái con jacky này, giống như là con đội đó, để mình nâng cái xe lên. Khi bạn siết vô cái này nè, mình siết nhẹ thôi, sau đó mình hạ cái key này xuống và mình bắt đầu là mình siết mạnh nó, siết mạnh như trong cái hình này nè. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành nè. Cách mình lấy cái này ra thì mình xoay cái nhẹ cái này, mình xoay nhẹ cái này nè, cái con vít này nè, đó mình xoay nhẹ là mình lấy ra được thôi. Xoay nhẹ, xoay cho nó xuống, nhấc ra thôi. Đây là cái bộ phụ tùng đi theo xe của nó. Ở đây mình sẽ chặn cái vỏ xe. Xe ở trước thì mình sẽ chặn cái ở sau nè. Có cái rãnh đây nè. Đây là cái rãnh của nó đây. Đấy, mình gắn cái con đội lên. Nên này nên sỏi như vậy ấy, mình muốn sợ nó bị lún xuống đó, nên mình phải lót theo cái miếng ván. Nó thì miếng ván để đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt con độ vô và mình sẽ tháo nhẹ cái con bu lông này ra một vòng nhẹ nha, khi mình thay vỏ xe. Đấy. À, mình cũng mở chéo luôn. Khi mình siết cũng vậy. Đấy, phải mở chéo lên như vậy. Cái đầu dẹp này để cho mình vặn nè, còn cái móc này mình móc vô đấy. Và cái cây này có cái lỗ này mình để vô đây vặn thôi. Cái này bộ của nó theo xe thôi. Bây giờ mình cứ xoay theo cái chiều kim đồng hồ để nó nâng lên.
Đấy. Nên vậy thôi được rồi, không cần phải lên cao nữa. Mà mình cũng phải tháo chéo luôn. Đấy. Nói chung là rất là dễ, nó chỉ tốn thời gian nè. Mình chưa biết làm á. Nên mình phải đọc kỹ cái hướng cái sách hướng dẫn sử dụng trước đó. Mỗi xe nó cũng cách thay này nó giống nhau thôi. Bây giờ mình sẽ gắn cái bánh xe của mình vô thôi là xong. Và cái vít như này thôi, vặn cho thôi. Nó có cái định vị như này rồi đó, thì mình cứ gắn cho thôi. Đây, nó có cái súng, súng bắn thì nó khỏe. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ xiết một vòng nhẹ. Một cái nấc nhẹ thôi, chứ không phải một vòng, là một vòng này nó nặng lắm. Nấc nhẹ như vậy. Và mình cũng xiết chéo nha. Và bây giờ mình sẽ cho cái ngày số, cho con đội xuống thôi. Xong rồi bây giờ mình sẽ xiết nó lại. Xiết chặt nó là mình xong cái vỏ xe. Xiết cũng vậy luôn. Xiết chéo nha. Còn những cái bánh tiếp theo là mình sẽ cũng làm y chang như vậy là xong. Thay xong cái bốn cái lớp xe, đây một chiếc.
này là của xe đi theo mã xe đó, lúc mình bắt đầu mình mới mua đó. Nè, Good the year. Đây nữa. Đây nữa. Đấy. Xong chắc chắn là ở đây là cái lớp tuyết, bốn cái lớp tuyết mình tháo đây. Mình tháo em nó ra đây. Cái cách mình vừa giới thiệu cho các bạn cái tự mình thay cái lớp xe từ cái lớp tuyết đến cái lớp thường mình hay sử dụng á. Đây, và cái lớp xe mình tự mình thay đây. Nói chung thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà hơi là mệt chứ nó không có gì là phức tạp. Còn con ốc này đây, kéo trình tự xéo với nhau từ đây qua đây, chéo qua đây, chéo qua đây, chéo qua đây là được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo.